Sáng ngày 23 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định tổ chức hội thảo mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo phương thức thâm canh lúa cải tiến gắn với thị trường tiêu thụ lúa gạo tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Mô hình được triển khai trên diện tích 37 ha lúa đông xuân, sản xuất giống lúa VTNA2, thu hút 218 hộ nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp số 1 Phước Sơn, huyện Tuy Phước tham gia. Đây là mô hình canh tác mới theo phương thức thâm canh lúa cải tiến gắn với thị trường tiêu thụ lúa gạo, có sự tham gia của 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và có sự tài trợ kinh phí của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV thực hiện dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua sản xuất lúa gạo bền vững được triển khai tại Bình Định từ năm 2012 đến năm 2014. Mặc dù trong vụ đông xuân này, thời tiết diễn biến bất lợi, nắng nóng kéo dài làm cho nguồn nước tưới thiếu hụt, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển cây lúa. Nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ngành nông nghiệp tỉnh và Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng có hiệu quả quy trình kỹ thuật canh tác. Nên cây lúa trong mô hình đạt năng suất hơn 75 tạ một hecta, cao hơn ruộng đối chứng 5 tạ một hecta. Nông dân thu lãi trên một hecta là 17,6 triệu đồng. Cao hơn ruộng đối chứng 4 triệu đồng. Nhiều ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo đã khẳng định, việc xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, gắn với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp do biến đổi khí hậu gây ra, cũng như làm tăng thêm thu nhập kinh tế nông hộ. Thêm một mô hình mới về xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo phương thức thâm canh lúa cải tiến gắn với thị trường tiêu thụ lúa gạo tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định phối hợp triển khai sản xuất trong vụ đông xuân 2012-2013. Tham gia mô hình có 218 hộ nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp số 1 Phước Sơn, huyện Tuy Phước sản xuất trên diện tích 37 ha lúa đông xuân với giống lúa thuần VTNA2. Mặc dù trong vụ đông xuân này, thời tiết diễn biến bất lợi, nắng nóng kéo dài, làm cho nguồn nước tưới thiếu hụt, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển cây lúa. Nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ngành nông nghiệp tỉnh và Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng có hiệu quả quy trình kỹ thuật canh tác, nên cây lúa trong mô hình đạt năng suất hơn 75 tạ một hecta, cao hơn ruộng đối chứng 5 tạ một hecta. Nông dân thu lãi trên một hecta là 17,6 triệu đồng. Cao hơn ruộng đối chứng 4 triệu đồng. Với kết quả bước đầu đạt được trong việc áp dụng mô hình mới này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng lúa. Khi tham gia vào cái mô hình sản xuất lúa này thì được cái lợi là ở đây bà con chúng tôi được ứng dụng các cái tiến độ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trên đồng ruộng. Có nghĩa là ở đây trong sản xuất giảm thải được các cái lượng thải rắn của trong các cái loại thuốc vật tư nông nghiệp trên đồng ruộng. Thứ hai nữa là giảm được cái lượng nước tưới. Và cái thứ ba nữa là cái công ty Nghệ An 2 đã đầu tư vào vật tư vào cái mô hình này thì cũng đã bao tiêu được cái sản phẩm của bà con chúng tôi làm ra. Và sau đó cũng có bù giá nữa, có nghĩa là ở đây chúng tôi cũng rất là phấn khởi bởi vì không sợ bị thất bại. Trong vụ đông xuân này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An xây dựng 3 cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo phương thức thâm canh lúa cải tiến gắn với thị trường tiêu thụ lúa gạo tại xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, xã Tây An, huyện Tây Sơn và xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn. Đây là mô hình canh tác mới có sự tham gia liên kết của 4 nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm lúa gạo của nông dân làm ra. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các tổ công tác của ngành mình phối hợp chặt chẽ với tổ công tác địa phương là tăng cường thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo từ A đến Z, có nghĩa từ bắt đầu khâu làm đất, xử lý giống, vấn đề phòng trừ cỏ cũng như là kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là các đợt phân bón, cũng như là tăng cường công tác kiểm tra để mà hạn chế đến mức thấp nhất khả năng có thể sâu bệnh phát sinh gây hại, để mà đem lại cái hiệu quả cao nhất cho các mô hình cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh. Thực chất mà nói là cái cánh đồng mẫu là cái quan trọng nhất mà lâu nay phải là lo nhất của bà con nông dân vẫn là tiêu thụ sản phẩm.
thì chúng tôi đã cam kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, tăng thêm 10% giá trị cho bà con nông dân, và chi phí thu mua và bảo quản đối với hợp tác xã là tổng ty dành chi phí để dành cho ban quản lý để thu mua cái này. Nên ba cái điểm mà chúng tôi sản xuất cánh đồng mẫu thì bà con nông dân phấn khởi, đến thời điểm này là yên tâm là có đầu ra là tổng ty lo cho rồi. Bình Định và Quảng Bình là hai tỉnh ở miền Trung được Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV chọn làm điểm triển khai thực hiện dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng thông qua sản xuất lúa gạo bền vững trong 2 năm từ 2012 đến 2014. Mô hình cánh đồng mẫu lớn này là một trong những hợp phần của dự án, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Cách tiếp cận chúng tôi ấy là sẽ hỗ trợ giảm cái việc mà sử dụng quá nhiều những cái phân hóa học, rồi thuốc trừ sâu trừ cỏ, để dần dần chúng ta sẽ tiến tới một cái mô hình sản xuất sạch hơn, và tiến tới trong tương lai khoảng 5-10 năm nữa chúng ta sẽ tiến tới có thể là sản xuất tới cái mức là hữu cơ. Đấy, mục tiêu của chúng tôi thế, và tăng cái giá trị tăng thêm cho người dân trong sản xuất lúa, và kết nối người nông dân với các cái doanh nghiệp thu mua gom chế biến, làm sao để cho người dân có thể có giá trị tăng thêm từ sản xuất, và doanh nghiệp tất cả các chuỗi lúa gạo, từ những người thu mua gom lúa gạo cho đến các doanh nghiệp chế biến lúa gạo đến nhà xuất khẩu lúa gạo, tức là chúng ta xây dựng một cái mối quan hệ bền chặt lâu dài giữa từ người sản xuất cho đến các tác nhân trong cái chuỗi sản xuất gạo đó. Với kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong tỉnh, nhằm giúp bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, gắn với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.